Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thời tiết ở các nơi trong tỉnh phổ biến là nhiều mây, sáng sớm có sương mù rải rác, đến trưa chiều trời hửng nắng thì sương tan dần. Nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay tăng từ 1 cho đến 2 độ so với trưa của ngày hôm qua, phổ biến từ 26 đến 28 độ, độ ẩm dao động từ 71 đến 76%. Dự báo đêm nay và ngày mai, khu vực tỉnh chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa được tăng cường, sau đó cường độ ổn định nên thời tiết ở các nơi trong tỉnh phổ biến là nhiều mây, có mưa một vài nơi, trời chuyển rét, nên nhiệt độ giảm và độ ẩm tăng. Còn bây giờ thì bản tin xin được chuyển sang phần dự báo thời tiết ba vùng trong tỉnh trong đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi phía Tây, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời chuyển rét, nhiệt độ dao động từ 16 đến 22 độ. Vùng đồi Trung Du, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời chuyển rét, nhiệt độ dao động từ 17 đến 22 độ. Và vùng đồng bằng, trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, trời chuyển rét, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 17 đến 22 độ. Và cuối bản tin ngày hôm nay là phần dự báo thời tiết các vùng trong tỉnh 3 ngày tới.